đồ biến thái dê sờm mà. Ăn học không lo, mỗi ngày cứ đi lo mấy cái gì bậy bạ đâu không à. Thôi bỏ đi, nó chạy thoát rồi mình đuổi không kịp đâu. Mà mày đó nha My Mẹo, mình phải nhớ để ý đó, mai mốt ra đường á phải trông coi cẩn thận. Tao ăn mặc kinh đó như vậy mà còn bị cái thằng dê sờm đó đó để nữa à. Tao biết rồi. Đi 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 về. Ủa ông Tạm à, ông làm gì cũng lao rồi vậy? Mày giậm tay tao nè, tao bắt dạy. Ông đừng có la nữa, chân nó thấy được là chết con bây giờ. Trời ơi, mày giậm cái tay tao vậy? Ủa mà ông là thần mà ông lại chơi bánh đũa không lẽ? Thôi nha, mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó nha. Cái này là tại con chân đó, nó dụ tao chơi cái này rồi cá cược với nó, tao thua bị nó ký đầu muốn bể cái đầu luôn rồi. Giờ tao phải ra đây luyện tập riêng để tao quyết báo thù nó. Còn mày sao mà mày bị nó dí chạy thục mạng vậy? Con đệ dòng một của nó. Mày ha, mày đặt có cái máu dây sàm ha. Ủa thì bánh mì phải có ba tê, đàn ông phải có, đúng không cả nhà? Đúng cái đầu mày chứ, đúng cái gì mà đúng? Ủa sao không đúng? Thì con thích chân, con điện chân chứ đâu phải con điện nhau khác đâu mà không đúng. Nhưng mà tao nói mày á, làm như vậy á là xấu lắm biết không? Nhưng mà mày đĩa tới đâu rồi? Thì mới đĩa tới lỗ tai con thỏ là bị nó đánh gần chết rồi. Nó rượt chạy tới giờ luôn nè. Ước gì á mà nó mặc đồ sexy một chút xíu thì con đỡ phải nhìn lén rồi. Cần gì phải ước, xịt một cái là được liền. Ủa, ông có cách à? Chỉ con đi. Không được đâu, làm như vậy thất đức dữ lắm. Thôi chỉ con đi. Thôi cái đó nó trái với đạo đức nghề nghiệp của ta, ta không chỉ đâu. Chỉ đi rồi con chỉ ông bí kíp chơi banh đũa. 30 bí kíp chơi bảo đảm thắng, không bao giờ bị ký đầu. Thiệt à? Ủa chơi banh đũa mà cũng có bí kíp nữa hả? Có sao không. Nè, ở trong xóm này chỉ có một mình con là chơi thắng con chân thôi. Ông chỉ cần học 30 bí kíp này thôi thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ bị ký đầu. Đưa ta coi thử coi. Coi gì coi, nhưng mà ông phải chỉ con đi không cho ông coi. Ừ thôi không chỉ thôi con đi đây. Ê từ từ, đi đâu mà vội mà vàng vậy đấy? Chờ tao xíu để tao lấy hàng cho. Bình xịt sexy. Bình xịt sexy. Đúng vậy, có cái bình xịt này hả, con chỉ cần xịt vào cái người con thích thì người đó sẽ tự động mặc đồ sexy mà không có ngại ngùng gì hết, mà còn thấy đó là điều hãnh diện bởi vì là hot trend. Trời đã dạ, để con thử coi. Mà thôi xịt ông chứ con ói chết. Ê, bánh ít đi rồi, bánh quy đâu sao không thấy điêu lại vậy? Ờ thì nè, đây để tao mở ra tao học. Khoan đã, cái bí kíp này á luyện chỗ đông người không có hên, lạng quạng bị tẩu quả nhập ma đó. Ồ hay bây giờ ông kiếm chỗ kín người á ông luyện đi. Đúng rồi, tao phải đi luyện để mà thắng con chân mới được, tao phải báo thù mới được. Ờ chúc ông thành công nha. Dân, tao đi trước nha, cảm ơn nha. Bye bye. Thời chúng ta tới rồi. Đây nè, đứng lại đây. Cuối cùng cũng gặp được mày. Bây giờ tao sẽ thay trời hành đạo, xử tội cái tên biến thái nha mọi người. Khoan đi. Trước khi mày xử tội tao, tao muốn nói với hai đứa mày một chuyện. Nói gì nói lẹ đi. Đó chính là sexy quá. Trân, cái gì vậy Trân? Mày nói với tao là con gái ra đường phải ăn mặc kín đáo mà. Thời đại gì rồi, bây giờ mày phải cập nhật thời trang lên. Model là càng sexy mới càng đẹp. Mày cũng nên tập mặc như vậy đi, chứ mặc như mày á quê lắm. Đúng rồi. Cái gì vậy Trân? Phải mày không vậy? Vẫn là tao, vẫn là Trân, nhưng mà là trân châu đường đen phiên bản viên khổng lồ sexy. Wow. Nè Huy, hồi sáng xin lỗi mày nha, tại vì tao quê mùa cho nên tao mới cấm mày nhìn tao. Bây giờ á thì mày nhìn đi, tao nhảy cho mày một bài đang hot nha. Tưng 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 tưng
Thôi thôi mày đừng nhảy nữa, mày làm tao khó chịu quá à. Trời ơi mày đẹp quá à Trân ơi, mày đẹp xuất sắc luôn, mày đẹp banh nhà lòng chợ luôn. Con gái con đứa, ba ngày ba mặt làm cái trò đấy không biết xấu hổ à. Linh, mà tới đúng lúc quá, tôi cũng có cái này cho bà nè. Cái gì? Wow. Ở đây tao mới là sexy nhất. Ai mà sexy qua nổi tao ấy thì bước ra đây. Này, tao nhảy cho mà xem nhá. Nè, chị thì tao với mày cùng nhảy xem ai sexy hơn. Ok. Vô nhạc. Tưng tưng tưng. Tưng 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 tưng. Thôi. Trời đất ơi. Mới con Linh mà cũng bị như vậy nữa hả? Trời ơi, cái thế giới này đang bị làm sao vậy? Nè, tránh ra để tao nói chuyện với nó. Tao mới là người sexy nhất. Tao mày ngon nhất. Tao mới sexy nhất. Chân của tao dài hơn. Chân của tao trắng hơn. Mày bị thâm chưa? Tao mới là sexy nhất. Tao ngon nhất. Hai đứa mày nói đi. Ai sexy nhất? Nói đi, nói đi. Thôi, thôi. Tao nhớ ra. Má tao dặn mới về chở bãi đi bơi. Thôi được rồi, bây giờ muốn xem ai sexy nhất á thì đợi tao một chút. Như vậy mới là sexy nè. Tưng 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 tưng. Có hai đứa mày sao vậy? Tao nhảy đẹp mà. Mày nhảy thế mà mắc ơi. Chứ tao nhảy đẹp mà. Không nhảy đâu. Xem tao nhảy nè. Tưng 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 tưng. Trời ơi, cái thằng Quy. Thằng Quy. À ba. Mày làm cái trò gì đâu vậy? Đây là mod mà ba. Mod cái gì? Mày tiếng đúng là thằng trời đánh đi. Tao dạy mày sao mà mày ra ngoài đường mày làm trò hư thân mất nết như vậy? Hả? Tôi xin lỗi ba, nhưng mà đây là trend là nay mà. Trend cái gì trend? Tao nói cho mày biết nha, bữa nay á tao không đánh mày trẻ đôi cái chổi, tao làm co mày á. Còn hai đứa mày đi về nhà thay đồ, tao ghét bà má đánh một trận với à. Đi đi tao làm đi đi tao làm mày. Cả lớp đóng sách vở lại, cô sẽ kiểm tra bài cũ nha. Con không thấy mình, con không thấy mình, con thấy mình, con thấy mình. Đừng gọi tên em, đừng gọi tên em, đừng gọi tên. Trân, cô, hôm qua cô đã gọi em rồi mà. Bây giờ cô gọi em có nghe không? Không có nói nhiều, lên đây. Em làm gì mà em run dữ vậy? Em sợ. Sợ gì? Cô chỉ kêu em lên lâu bảng thôi mà. Thích nhà, thách trách cho mày tức. Nhờ ông bà nổ đó. Ê, ê, mày kêu ông bà mày độ với tao với tao chưa học bài. Mơ đi, ông bà ai nấy độ. Trật tự, trật tự. Người cô gọi tên sau đây sẽ xách vali và rời khỏi ngôi nhà chung. Hả? Cô nhầm, sorry các em. Người cô gọi số thứ tự sẽ đứng lên và trả bài cũ. Mà hôm nay là ngày mấy vậy ta? 18 tháng 2. 18 tháng 2. 18 là ai vậy nè? Là Huy. Vậy còn số 2? Dạ, làng quốc á cô. Ờ à, mà bây giờ cô muốn kêu cái bạn chính giữa số 18 và số 2. Có nghĩa là chúng ta lấy 18 và chia cho 2, tất nhiên là bằng 9 rồi. Là My. Trân, Trân. Sao kỳ vậy cô? Số 9 là My mà. Thôi cô, được không? Sao cô thích gì kỳ cục kẹo quá vậy? Rồi sao? Bây giờ em có trả bài không hay là không điểm? Chúc bạn còn thay nha. Dạ. Trả lời cho cô. Ai là người tìm ra Châu Mỹ? Là... Sao? Em không học bài hả Trân? Không phải là em không học bài, nhưng mà tại vì tối hôm qua thì mẹ của em bị bệnh bỗng nhiên co giật và sửa bỏng hết nhiều quá và sốt 40 độ nên em phải chăm sóc mẹ của em. Đó là lý do tại sao mà tối hôm qua em không học bài kỹ được, nên hôm nay em rất hồi hộp và em quên bài rồi.
mẹ bị bệnh nặng hả? Dạ. Vậy để cô gọi điện hỏi thăm nha. Không được đâu cô, điện thoại của mẹ em đã hư rồi. Dạ em chào chị. Alo cô giáo hả? Dạ. Chị ơi, em nghe đồn á là sức khỏe của chị không có được tốt á chị. Bệnh hoạn gì? Tôi khỏe như trâu mà ai đồn ác miệng vậy? Dạ, con gái chị đồn á chị. Vậy cô xử lý tùy ý đi. Dạ, em cảm ơn chị. Đưa tay lên nào. Đưa đây. Cô đánh nhẹ thôi. Không nhẹ đâu cô. Đưa đây. Để chưa. Giờ đánh cái mỏ con méo luôn rồi nè. Thôi đi đừng có xạo. Cái mỏ con mà lúc nào không có méo. Nhưng mà cái này là thiệt nè. Đánh tay đỏ chét luôn. Trời đất ơi, bà cô này ác ghê, đánh cái tay nhỏ đỏ chét luôn nè. Nhưng mà tại cái mỏ nó hại cái tay đó. Ai biểu cái mỏ nói dối. Ta nói dối làm tim tan nát, nói dối làm cái tay đau, nói dối mày đặt cả lâm. Ai bị đánh là đúng rồi, liêu liêu. Nói dối có tí xíu thôi mà cũng bị đánh nữa. Phải chi mà mẹ bị bệnh thiệt, rồi cô gọi mẹ không bắt máy thì làm sao mà cô biết được. Ước gì mà nói dối cái gì, người ta cũng tin là thiệt. Cái này thì ta làm được, ta có cách. Cách gì? Chờ xíu. Thanh. Đây là kẹo cao su nói dối. Kẹo cao su nói dối? Đúng rồi, chỉ cần nhai một cục kẹo cao su này thôi thì cho dù con nói dốc, nói dối cỡ nào người ta cũng tin. Wow, cỡ nào cũng tin. Ừ. Ê, ta chưa có dặn. Có nổ thì nổ vừa thôi nha. Nổ quá là banh xác đó. Tụi trẻ bây giờ sao mà sống vội vã quá. Tao đang xin ba mẹ tao là sẽ dắt tao đi du lịch ở Thái Lan. Tao nghĩ là ba mẹ sẽ chấp nhận đó. Cho tao đi rồi. Tao cũng muốn đi nữa. Cho tao đi chung nha. Tao muốn ăn bánh chuối, tao muốn ăn xoài, tao muốn ăn xôi xoài nữa. Trời ơi, tin cho dữ vô. Tụi mày không biết nó là Thánh nói xạo hả? Trời ơi, nó nổ điếc là banh xác tụi mày luôn. Banh kè, mất tiêu cái xác. Ba má tụi mày không biết đâu mà tìm. Mày nói xạo hả? Ghê dạ. Nè, ai nói là tao nói xạo hả? Từ nay trở đi, bất kỳ lời nào tao nói ra cũng là nói thật hết. Thế mày nói đi xem nào. Lúc nãy nhá, nó bảo là nó quen BTS, trong khi anh Vi của tao nhá là ở trên trời luôn, còn mày ở dưới tít 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 ở dưới này. Mày có biết không, mày với là cái nhà khác nhau ở chỗ nào ấy nhở? Cái nhà có cửa còn mày thì không. Nè, tao nói cho mày nghe, tao không nhận quen với oppa Vi của BTS mà tao còn thân thiết với cả nhóm BTS cơ. Mỗi lần mà anh Vi không có đi diễn là đều gọi điện thoại hỏi thăm tao hết. Thỉnh thoảng mỗi khi rảnh còn thuê chuyên cơ riêng bay qua đây đón tao qua Hàn Quốc để đi ăn tối cơ. Wow, mày ngầu quá vậy. Ê Trân, sau này ảnh có qua đón mày đi qua Hàn Quốc á, mày nhớ cho tao đi chung máy bay với nha. Ơi, nói nghe nè, mày qua bên Hàn Quốc á, mày có gặp anh Jimin không vậy? Trời ơi, trong BTS là tao thích nhất anh Jimin luôn á. Mà mày biết sao tao hết ảnh không? Tại vì tao với ảnh có tướng phu thê á. Này Trân, từ bây giờ tao sẽ không giật đồ của mày nữa. Tất cả những cái đồ trước mà tao giật của mày, tao sẽ đem trả cho mày. Với cả tiền lúc nãy tao giật của mày, tao trả mày này. Nhưng mà mày phải hứa là mày cho tao đi cùng nhá. Tao thích nhất là anh Vi ở trong BTS đấy. Ê, khi nào mày đi á, mày cho tao theo với. Tao ước ao làm thực tập sinh ở bên đó lâu rồi. Ừ, để tao suy nghĩ. Nhớ nha. Tao có thử ký của BTS nè. Đâu, cho tao coi với. Nè, đây là chữ ký của 7 oppa trong BTS. J-Hope, RM, Jin, Suga, Jungkook, Jimin và anh Vi.
tiền vậy? Tao cầm cái sổ đỏ của má tao để lấy cuốn sổ này của mày. Ê, tránh ra, cái này là của tao. Này, đứa nào mà cướp chữ ký anh Vi của tao nhá, tao đánh chết thôi. Cái này là của tao, Liu Liu. Đứng lại. Nhưng mà đó là chữ ký của mình hết mà. Chỉ có mấy cái chữ ký của mình mà tụi nó cũng giành nhau. Ê Trân, mày làm rớt đồ kìa, lụm nó lẹ lẹ đi. Ừ. Ủa, đâu có rớt cái gì đâu ta. Thì rớt cái nết của mày đó. Ai đời con gái đi ngoài đường mà cười hả hổng như vậy chứ. Nết nà ghê. Ê Trân, nặng quá à. Mày đỡ lên bụi tao với ơi. Đỡ cái gì? Đỡ cái gì? Thì cái tay của tao nè. Cái tay như thế nào mà nặng? Mẹ tao mới mua cho tao đó. Nhìn nhỏ nhỏ sơ sơ vậy thôi chứ cũng cả 100 triệu đó. Thì ra là khoe cái vòng này hả? Chứ sao, tao còn có cái để khoe. Nhưng mày có gì để khoe đâu. Sao mày biết là tao không có? Mày thấy cái gì đây không? Thấy gì chứ? Đây là nhẫn cỏ kim cương. Trên thế giới này, ngoại trừ tao ra, không một ai có nữa hết. Nó được làm từ cỏ pha trộn với lại kim cương, đáng giá 100 tỷ đó. Thời buổi bây giờ người ta chỉ đeo những cái đơn sơ nhẹ nhàng như vậy, chứ ai mà đeo với cái nặng nề như mày. Thật hả? Ừ. Alo mẹ, sao mẹ nói giọng của con là xịn sò nhất? Con Trân còn có nhẫn cỏ kim cương xịn hơn con nữa kìa. Tao không biết đâu, mẹ phải mua nhẫn cỏ kim cương cho con đó. Vậy tao kêu mẹ mua nhẫn cỏ kim cương cho. Đứng lại. Đại ca, nhỏ này nè, cái nhẫn nó đeo trên tay nè, 100 tỷ đó đại ca. 100 tỷ? Lúc nãy á, chính tay em nghe nó khoe với con bạn như thế đó. Thiệt không? Thiệt. Mày muốn sống á thì khôn hồn đưa cái nhẫn ra đây, còn không á. Ai vậy? Có người tới. Đại ca, bắt con lên. Mày viết tên ai vậy? Ê, tao Trân, tên... Trân, tao có cái này hay lắm nè. Cái gì vậy? Ta xin giới thiệu, đây là sơn móng tay và son cái môi. Quá mà mày đẹp quá, mấy bữa nay kiếm ngoài mà không có, sao mày mua được hay vậy? Cái bà chủ tiệm bán cái này á là bạn của mẹ tao, bà thấy hàng hiếm nên bà giếm đó mày, tính 1-2 bữa nữa bà bán ra để lấy giá gấp đôi đó mày. Thấp quá à. Hay là tao sơn cho mày nha, rồi mày cho tao mượn thử. Ok. Cái màu sơn gì đâu mà thấy ghê. Trời ơi, sơn lên nó bảo đảm với tụi mày y chang con gà móng đỏ luôn. Còn cái màu son này hả, mày mà son lên môi giống như người ta đấm vô cái môi của mày á, sưng lên nó bầm lên y chang mà ngoại tao luôn. Trời, con trai con đứa gì em nói vô gì? Mày nói ai là gà móng đỏ hả? Thì có sao tôi nói vậy thôi. Ai sơn thì người đó là gà móng đỏ. Cái môi của mày á, mày có soi gương không? Nó bự, nó dày như vậy nè. Mày son cái màu này lên y chang miếng thịt bò vậy đó. Nè, nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp trai, tại sao mở miệng ra vô duyên thối quá vậy hả? Cái mỏ của tao có giống cái cục thịt bò thì cũng không có tới lượt mày được ăn đâu. Mày im đi, bớt nói, mày sẽ sang hơn đó. Ủa tao không nói người ta nói tao câm mà sao? Mày đi về. Về thì về, tao không chơi tụi mày nữa. Đồ mấy con gà móng đỏ, màu thịt bò. Đồ gì thôi mà. Đúng là không có gu thẩm mỹ tí nào. Quắc luôn. Sơn đi. Con kể kể nha. Ông thần nghe trai đẹp trai ơi, ông giúp con với. Chứ cứ cái đà này á, chắc con không có người bạn nào luôn quá. Tụi nó không đẹp chơi với con. Thì tao thấy cũng tội đó. Nhưng mà thôi cũng... Trời ơi, ông đừng mặc kệ con mà. Ông mà không giúp á, con đập nát cái chai này. Con quăng nó quẩy rác luôn, thì cho ông không hại luôn. Ai nói với con là ta mặc kệ con? Ta định nói là thấy cũng tội nên tìm cách giúp. Mà nạt, thấy ghét quá, không giúp luôn. Thôi mà, xin lỗi mà. Trời ơi là trời, ông là thần thánh. Mà ông nỡ nào chấp nhất cái thằng trẻ trâu như con hả? Ông đã bao nhiêu tuổi rồi?
Ông thần gì ông đó mà ích kỷ nhỏ nhen như vậy á, ta sẽ sỉ nhục phỉ báng ông. Còn nói vậy còn đỡ chứ gặp thằng khác nó đấm vô mặt ông vậy nè, ông bóp cổ ông, bóp cổ ông. Trời ơi, trời ơi, ta không ngờ con dám phỉ báng thần thánh như vậy. Sao sao con nói chuyện vô duyên quá vậy hả? Ông biết con rồi đó, ông đừng bắt con nói nữa, càng nói càng vô duyên mà. Mày thằng im đi, đừng nói, để ta tìm cách giúp. Chờ xíu đi. Xen 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 xen, đây chính là thỏi son ngọt ngào. Thỏi son ngọt ngào? Đúng rồi, chỉ cần thoa cái son này lên thôi là con sẽ nói ra những lời là ngọt ngào dễ nghe và mọi người sẽ yêu thích con. Thiệt không? Thiệt, thoa thử đi. Nhưng mà thôi, tự nhiên đàn ông trai mà ra son giống như bóng xà beng vậy. Trời đất ơi, bây giờ con sợ bóng xà beng, sợ người ta đánh giá hay là sợ người ta đánh vô mỏ con gì nói chuyện vô duyên hả? Sao? Thôi được rồi, con chấp nhận. À, ông thần vậy chơi, ta lại ngồi đây chơi chung với Huy. Cảm ơn chơi chung với nó, coi chừng bị lây thôi nói chuyện vô duyên đó. À, chỉ là vô tình thôi, chứ đâu có chơi chung với nó đâu. Vậy thì Huy, đi về đi, để cho ổng ở đây một mình. Ta không muốn thấy mày xuất hiện trước mặt ta nữa. Trân nè, cho tao xin lỗi mày chuyện sáng nay nha. Thật ra tao cũng không ý xấu đâu, tao nói vậy là muốn tốt cho mày thôi. Thật ra bình thường mày đã đẹp rồi, mày không cần son thôi thêm nữa đâu. Mày son thêm á, sao người ta chịu nổi. Mày á bình thường đã sáng chói lóa rồi, mày giống như là ánh sáng của đời tao vậy đó. Mày nói thiệt đó hả? Tao thiệt mà, tao thiệt. Ông chứng minh cho con có thiệt đúng không thần? Ờ, nó nói thiệt đó. Vậy thôi, ta tha lỗi cho mày hồi sáng đó. Phải chi lúc nào mà mày cũng nói chuyện dễ nghe vậy á thì tốt biết mấy rồi. Nè, ta cho mày bịch bánh tráng đó. Cái này đáng lẽ ra là mua cho ông thần dây chai, nhưng mà thôi, ta cho mày luôn đó. Tao cảm ơn mày nha, tao sẽ trân trọng bịch bánh tráng này giống như tính mạng của tao vậy đó. Mỗi lần á tao ăn tao sẽ nhớ đến tâm tư tình cảm của mày gửi vào cái bịch bánh tráng này. Mỗi ngày tao chỉ ăn một miếng thôi, còn lại tao để dành tao hửi. Ừ, vậy thôi giờ tao về nha. Ừ, bye bye mày. Bye bye, ngày mai qua chơi. Ủa Trân, bịch bánh tráng của tôi đâu? Cái kìa. Đi về. Trời ơi, trả lại cho tao bịch bánh tráng. Trả bịch bánh tráng đây. Muốn dụ tôi hay gì? Người ta đã béo như con heo rồi mà chưa chịu buồn, còn mua một món đồ em rất thích uống. Mi, Mi ơi, Mi cho Huy hỏi này được không? Hỏi 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 cái gì? Tôi đụng ở trong mặt bây giờ. Có phải ba Mi là kẻ trộm không? Đó thấy chưa? Chưa về là cái vô duyên đó nữa rồi. Không, ý Huy là ba Mi là kẻ trộm. Ba Mi trộm những vì sao trên trời rồi đưa nó vào mắt của Mi, có đúng vậy không? Trời đất ơi, sao hôm nay tự nhiên nói chuyện dễ nghe, cu te không em que quá vậy? Đó là những lời thật tâm của Huy đối với Mi đó. Chỉ khi gặp Mi thì Huy mới thốt lên được thôi. Ủa, mà Mi đi đâu vậy? Mi đi mua trà sữa. Trời ơi, ước gì á Huy được cùng đi uống trà sữa với những người xinh đẹp như Mi. Vậy Huy đi mua trà sữa với Mi không? Mình đi chung. Hôm nay dù gì Mi cũng đang có nhiều tiền. Mi bao. Vậy đi thôi Mi. Muốn dụ tôi hay gì? Mi mèo. Hả? Sao hôm nay tao thấy mày khác quá vậy? Tao khác cái gì? Hôm nay tự nhiên tao thấy mày đẹp lung linh quá trời luôn nha. Mày mà đẹp thứ hai á là không ai đẹp thứ nhất đâu. Tao thấy vậy mà, thấy có sao tao nói vậy à. Ê, mà con chân trâu đừng phèn. Tự nhiên hôm nay tao thấy mày hết phèn luôn á. Tao thấy mày hôm nay sao giống diễn viên, cái chị gì diễn viên ở trong Lan Quế Phường nè. Chị gì kỳ kỳ đó. Chị Thư Kỳ đúng không? Đúng rồi, chị Thư Kỳ đó. Chị đó đẹp lắm nha. Mà sau này á, mày có tương lai làm diễn viên hay là người mẫu lắm nè. Kỳ kỳ quá à, tao còn nhỏ mà mày đã
mày lớn lên mày đẹp hơn luôn đó. Ủa Linh Lao, trời ơi, nếu mà ông trời á tạo ra địa chấn thì cái đầu mày chính là điểm nhấn đó. Cả đừng cái gì ạ? Quen mày bao lâu nhá, hôm nay tao mà thấy mày nói đúng đấy, cho mày 20.000. Trời ơi, mày cá tính hào phóng nữa. Thảo Thọc, mày đổi tên đi, mày mốt mày đừng có lấy tên Thảo Thọc nữa, mày phải được gọi là Thảo Thiên Thần. À, mày không đen tự nhiên kêu tao Thảo Thiên Thần chết chứ. Nay mặc đồ dễ thương quá mà đồ dưa hấu. Tết nha, thanh xuân nè. Quyến rũ không? Quyến rũ quá à. Anh chết luôn dạ. Mọi người cái đồ cho mày, tao không có gì hết á. Hay là mày lấy cái niềng răng của tao được không? Thôi mày để mày xài, tao không xài nó đâu. Thôi niềng đi nó đẹp lắm á, hả miệng ra. Thôi tao không nhận đâu, tao không nhận đâu. Uống nước ra. Ba, mày đi đâu đây? Bây giờ nè, con qua nhà con chơi, hoặc là mấy đứa bạn nào chơi đi. Con qua tìm Nét chơi cũng được, một lát về ha. Con mới chơi tụi nó về mà. Ủa, bình thường ba có cho con đi chơi Nét đâu, tự nhiên nay ba kêu con đi chơi Nét vậy? Tại vì hôm nay ba có khách quý, mà con về con nói tầm bậy tầm bạ, rồi khách nghe giận ba, khách bỏ đi sao? Thôi con đi. Ủa, con trai nè. Ừ, con trai tôi đó anh. Chào bác đi con. Dạ, con chào bác. Chào con. Ủa, sao mặt bác bự vậy? Trời, có cái gì vậy? Không, ý con là xét về nhân tướng học á, mấy người mặt bự như bác á là những người số làm lớn, số làm quan, được nhiều người kính trọng, kính nể lắm á bác. Nó khen anh đó, nó anh giỏi lắm. Con trai nói chuyện hay thật. Khiến người khác cảm thấy thích thú và hài lòng. Anh quá khen. Coi nó to xác vậy chứ, nó nói dục về lắm. Hay lại trẻ người non dạ mà anh. Cháu nó còn nhỏ như vậy là giỏi rồi. Thằng bé đó thích vậy, mai này nó lớn lên đó, nó làm cái chi á, nổi tiếng như vậy á. Dạ, mai mốt nhà bác làm đám tang á, mời con tới làm MC nha bác. Trời ơi, sao con nói bậy vậy? Xin lỗi bác ngay, nhanh lên xin lỗi bác. Dạ, con xin lỗi bác. Con không cố ý nói gì đâu, bác đừng giận nha. Với lại á, mấy người mà lớn tuổi như bác á, giận dễ tăng xong đứt mạch máu não, chết đột quỵ nào không hay á. Anh dạy con vậy hả? Nó chỉ làm này bốc cống thôi, làm xí gì? Thôi, tôi về, dạy con đi. Anh Bác nóng quá chừng đi theo ông bà nha bác. Thằng quỷ, trời đánh thánh năm mày. Mày ăn nói gì mà vô duyên giống ai vậy mày? Ủa, giống bà hay giống mày? Trời mày nói giống ba nữa hả? Mày chứ không lẽ giống cha Tư sớm? Trời ơi, nó giống cha Tư sớm kìa. Làm quỷ. Trân à. Mẹ, con mới về. Nè, nghe mẹ nói, bây giờ á con đi xuống cái dọn cơm đi, rồi xong rồi ăn xong rồi rửa chén giùm mẹ nha. Ôi mẹ, con mới về mà con mệt lắm. Mệt cái gì mà mệt? Cả ngày có làm cái gì đâu mà đòi mệt. Nhưng mà con mới về mà, thôi tí nữa rồi hãy làm. Tí cái gì mà tí? Con với cái không có nhờ được cái gì hết trơn á. Trời á, thấy con người ta không giúp đỡ gia đình, còn con của mình á kêu tới á là đợi một tí. Bây giờ con đi xuống làm cho mẹ không? Mẹ đánh đòn à. Nhưng mà bình thường á là mẹ dọn cơm mà. Nhưng mà bây giờ mẹ muốn con tập làm để sau này con còn đi lấy chồng nữa chứ. Mai mốt rồi con đi lấy chồng rồi con không biết làm gì hết, người ta đem con gái về cho mẹ hả? Nhưng mà thật lắm, con mới lấy chồng mà mẹ. Bây giờ con cãi phải không? Con đi làm cho mẹ đi. Dạ. Ủa, nhưng mà con dọn cơm rồi còn mẹ làm gì? Mẹ coi tivi nè, phim đang chiếu còn có chút xíu là xong mà. Con đi xuống dọn cơm đi rồi mẹ xuống ăn. Đi. Gì kỳ vậy? Con sẵn á gọt giùm mẹ dĩa trái cây luôn nha. Kỳ lắm gì? Để ăn chứ chi, trái cây mà. Tại sao mẹ bắt con dọn cơm mà còn phải làm trái cây cho mẹ nữa trong khi mẹ ngồi coi tivi? Tại vì mẹ là mẹ của con phải nghe lời của mẹ. Thôi,
Không cần phải làm nữa hả mẹ? Không phải, ý mẹ là trước khi mà con đi dọn cơm á, con ra ngoài lấy đồ đi. Đồ mẹ phơi hồi sáng nó chắc khô rồi đó. Ôi, tại sao mẹ lại bắt con dọn cơm rửa chén? Còn bây giờ mẹ lại bắt con thêm xếp đồ nữa. Trời ơi, bây giờ mẹ không nhờ con được hả? Bây giờ con đi ra đó lấy lẹ cho mẹ coi, trời mưa ướt đồ bây giờ. Trời ơi, bởi vậy ta nói là thấy ghét dễ sợ. Sai con người ta làm như ô xin vậy đó. Làm như là con không đẻ vậy. Mà không đẻ thiệt, đúng là cái đồ mẹ chồng độc ác, ác ghê. Em cũng nhớ ta sai con như là ô xin nè. Sao con chưa đi nữa? Con đây nè. Mẹ đúng là quá đáng mà. Ủa, tại sao hai đứa bay làm gì mà ngồi đây mặt buồn quá vậy? Mẹ tao quá đáng lắm luôn á. Suốt ngày cứ bắt tao phải coi hàng cho mẹ tao thôi bà. Vậy quá đáng gì? Bà tao cũng quá đáng hơn nè. Hôm trước tao bị điểm thấp, tự nhiên hôm nay cái mướn gia sư về dạy cho tao full lịch full ngày luôn. Tao phải giả vờ là ốm tao mới được ra đây đó. Còn mẹ tao thì lúc nào cũng sai vặt tao làm việc nhà hết. Không biết tao là con gái hay là ô xin của mẹ nữa. Trân, tao có ý này hay lắm nè. Bây giờ mày nhờ ông thần dây chai hoán đổi mày với mẹ mày đi. Còn tao thì sao? Thì nhờ ông thần dây chai hoán đổi mày với ba mày luôn. Hả, được đó. Làm đi Trân. Để tao gọi ổng ra. Ủa, bộ lúc nào mày đi chơi mày cũng đem theo cái chai này hết trơn hả? Đừng có lắc ổng nhức đầu bây giờ. Hôm nay tao cho ổng đi dạo thôi. Kể ổng ra đi. Ba la, thần dây chai đẹp trai hiện ra. Nói cho tao đi chơi mà bắt tao nhốt trong cái chai này hoài à. Thì nãy giờ con quên, bây giờ thả ra rồi đó. Cho tao đi à. Khoan đã. Ê, tính nhờ tao gì nữa phải không? Đúng là thần dây chai hiểu chủ nhân nhất mà. Muốn gì nói đi. Gần đây á, ba mẹ của tụi con cứ đàn áp tuổi trẻ của tụi con, bắt say bạc hoài à. Bây giờ tụi con không muốn như vậy nữa. Thần dây chai có cách nào để hoán đổi ba mẹ thành tụi con không? Đương nhiên là tao có rồi. Chờ một xíu. Thèn. Đây là miếng dán hoán đổi. Miếng dán hoán đổi. Đúng vậy. Với miếng dán này chỉ cần lấy hình mẹ dán vô con và lấy hình con dán vô mẹ là hai người sẽ tự thay đổi vai trò cho nhau. Miếng dán ba và con cũng y như vậy luôn. Được rồi, cảm ơn Hân. Bây giờ ông đi chơi đi, nhớ về sớm nha. Ta đi đây. Chúc tụi con quán đổi vui vẻ nha. Dạ. Bye bye. Dạ. Mẹ, mẹ thấy con đấm bóp lạ không? Đã. Ủa, sao mình ngồi đây vậy ta? Sao mẹ đấm bóp cho mình vậy? Đâu có gì. Nhi, con làm bài tập chưa đó? Dạ chưa. Vậy thì mau đi làm bài tập đi, con ngồi đây làm gì nữa? Dạ. Dạ chào chị, cho em thu tiền điện 500 ngàn ạ. Chị. Chị ơi. Em nói chị đó. Tôi hả? Dạ, tiền điện 500 ngàn. Nhi, tiền để đâu? Để đóng tiền điện. Con làm gì có tiền, trước giờ toàn là mày đóng tiền điện mà. Lẹ chị ơi, em còn qua hộ khác thu nữa. Nè Nhi, con bao đi làm bài tập đi. Dạ. Mới được cho tiền tiêu vặt đã phải đóng tiền điện rồi. Thôi kệ, tối về lấy lại của ba bù lại. Làm mẹ cũng đâu có số gì đâu ta, bị làm phiền quá à.
quái lạ, đúng mà không thể hiểu nổi. Tại sao lại đói bụng sớm vậy chứ? Nấu cơm chưa? Tôi nấu cơm tôi quên, tôi chưa nấu. Trời đất ơi, bà quên là phải đi nấu đi chứ. Nấu xong tôi tắm là phải dọn lên ăn liền. À, mà nấu nước nóng chưa? Nước nóng làm gì? Đúng rồi, đi làm mệt mỏi cả ngày gì mà tắm nước nóng thì còn gì bằng. À, nấu nước nóng chưa? Chưa. Chưa nấu là phải đi nấu liền đi. Tôi lên tôi thay đồ, rồi tôi xuống tôi tắm. Nghe chưa? Thì ra là mẹ vẫn bị ba sai giặt hết ta. Mẹ à, mẹ chỉ con bài này đi. Đâu, có một bài cũng hơi đợi chỉ. Thôi, con tự làm đi, phải tự tìm hiểu thì mới giỏi được chứ. Nhưng mà con không có biết làm, con mới nhờ mẹ. Vậy thì thôi khỏi làm, có một bài chắc thầy không phạt con đâu. Không được, nhưng mà để như vậy con sẽ khó chịu lắm. Khó chịu thì lấy sách giải ra mà chép. Trong học bàn có cuốn sách dạy mẹ mua để sẵn đó. Làm người ai làm vậy mẹ? Vậy thôi, để tối ba mà chỉ cho làm. Dạ. À mẹ ơi, lát nữa mẹ ủi áo để mai con đi học nha. Rồi, để mẹ ủi. Đi lên đi. Dạ. Sao cái gì trong nhà này cứ bắt mẹ làm hết vậy? Tối ngày cứ phải lau dọn nhà cửa. Mẹ à. Hả? Mẹ ủi trái cái áo của con rồi nè. Mẹ cho con tiền mua cái áo mới đi. Ba, tại sao bà không nấu nước nóng mà để nước lạnh sao tôi tắm? Nghe cái mùi gì khét khét vậy? Chết, con cá chiên của mẹ. Bà đó nghe, thiệt là hậu đậu. Có con cá không mà chiên cũng không được nữa. Trời ơi, lo chọn việc làm trái đen con cá mất rồi. Mẹ cho tiền con mua cái áo mới đi. Rồi bây giờ ngồi đó thì làm cái gì? Khi nào mới có cơm cho tôi ăn? Con chờ con mua cái áo mới đi mẹ. Đổ cơm cho tôi ăn nhanh lên. Cái áo mới mẹ. Thôi, hãy cho con vô trong đi. Tí nữa là tôi mua áo mới, tí nữa tôi nấu cơm. Lát hồi tôi ra mà không có cơm thì chết với tôi. Nhớ mua nha mẹ. Trời ơi, tại sao làm mẹ lại khổ vậy nè? Trân ơi Trân ơi. Cái gì vậy? Mày giúp tôi ơi, tao không muốn làm mẹ của tao nữa. Làm mẹ hả là phải khiêng hàng, khiêng lên khiêng xuống, mà muốn xỉu luôn. Đã vậy phải đi giao hàng nữa chứ. Trời ơi, giao hàng ngồi nắng á, cả một ngày trời. Mệt thì là mệt, da đen thua rồi nè. Mấy ông bạn của ba tao cứ rủ tôi nhậu hoài à, sao tôi chịu nổi? Tao cũng đâu có biết là làm ba mẹ lại khổ đến vậy. Có cơm cho tôi ăn chưa bà? Mẹ ơi, mua áo mới cho con đi. Tôi tắm xong ra là phải có cơm cho tôi ăn đó nghe. Ngày mai con không có áo mà đi học á mẹ ơi. Trời ơi, ông đồng với trai ơi. Nè, đang làm gì vậy? Đang học bài. Học bài? Có bài gì đâu mà học. Mày nói cái gì vậy? Tí nữa kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh đó. Mày không nhớ gì hả? Rồi, nhìn cái mặt là biết chưa học rồi. Mày nói thiệt hay là nói giỡn vậy? Tao nói giỡn với mày làm gì? Trời đất ơi, tao không có nhớ cái gì luôn á. Thiệt hả? Thì chết tao rồi. Bây giờ phải làm sao? Cứu tao với. Ôi, thân tao còn lo chưa xong sao cứu mày được. Thôi, tao đi học bài tiếp đi. Tại sao không nhớ gì hết vậy? Mày phải làm sao? Học bài liền mới được. Trời ơi, cứ nhìn chữ thôi là không có vô nổi trong đầu rồi. Làm sao mà học được đây?
đẹp trai hiện ra. Thanh 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 Thanh, cần ta giúp gì phải không? Ông Thần Vy Trai ơi, tí xíu nữa con có bài kiểm tra tiếng Anh rồi mà phải quên học bài. Ông có cách nào giúp con học bài nhanh được không? Cái chuyện này thì ta giúp không được rồi. Ông mà không giúp được con vượt qua bài kiểm tra ngày hôm nay là ngày mai của ông sẽ nằm ở giò dây chai đó. Cái gì? Con đe dọa ta đó hả? Đúng đó. Lời đe dọa hiệu nghiệm. Chờ ta chút xíu. Làm sao mà học hết? Thanh 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 Thanh, đây chính là bánh tráng ghi nhớ. Bánh tráng ghi nhớ? Đúng vậy. Chỉ cần lấy cái bánh tráng này, con dán vào trang sách và con muốn học, sau đó ăn cái bánh tráng đó thì tất cả những gì trong sách con sẽ đều ghi nhớ trong đầu hết. Thiệt sao? Thiệt chứ. Con thử không? Thử. Đúng rồi. Sao rồi? Thấy sao rồi? Thấy cũng bình thường thôi mà. Nhớ rồi đó. Vậy thì thử kiểm tra bài đi. Đây, để ta khảo bài con nha. À, hãy nói cho ta biết trái chuối là gì? Banana. Trái ớt. Chili. Trái táo. Apple. Trái này khó nè. Trái dưa hấu. Watermelon. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy sự hiểu nghiệm của bánh tráng chưa? Wow. Chuyện này bình thường con không bao giờ nhớ, nhưng hôm nay lại nhớ nè. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Wow. Này, cho con nè. Nhưng mà nhớ á, là không có được lạm dụng quá nghe không? Con biết rồi mà. Ông chui lại trong cái chai này đi, để con học bài rồi lên lớp nữa. Hết lợi dụng ta được rồi, cái bắt ta chui vô cái chai à. Thôi được rồi, ta đi đây. Xong rồi hả? Chỉ tao với coi, tao không học bài hai câu cuối. Đưa bài qua đây, tao làm luôn cho lẹ. Ồ, đợi xíu. Mày làm xong chưa? Chỉ tao với. Thôi tao bỏ giấy trắng luôn bây giờ. Đợi tí đi, làm cho con My xong tao làm cho. Cô ơi, băng thảo cặp B. Ê Trân Châu đừng phiền. Sao hôm nay mày học bài hay quá vậy? Tao học từ bữa đến giờ mà không thuộc được luôn á. Đúng rồi đó. Tao định nhờ mày làm mấy câu trên trung bình thôi. Ai ngờ mày làm hết cho tao luôn. Đâu có gì đâu. Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Có bí quyết gì đúng không? Chỉ tụi tao đi. Thật ra tao học bài nhanh được là nhờ cái này nè. Cái gì? Ủa, mày học bài nhanh là nhờ ăn bánh tráng hả? Nè, đừng có khinh thường nha. Cái này không phải là bánh tráng bình thường đâu, mà là bánh tráng ghi nhớ. Bánh tráng ghi nhớ. Chỉ cần ấn bánh tráng này lên mặt trang sách, ăn vào là sẽ nhớ được tất cả những gì trong trang sách đó luôn. Vi diệu. Ờ, hèn chi. Tao tưởng đó là mày học bài, ai ngờ đâu mày sử dụng bảo bối hả? Rồi sao? Tao đã giúp cho mày làm bài được đó, mày ý kiến gì? Ủa tao ý kiến gì đâu? Ai ý kiến vậy? Ai ý kiến vậy? Im đi. Ê Trân, cái bảo bối này rồi mai mốt mày học á, mày sẽ không còn phải học bài nữa. Mỗi lần thi á, cứ lấy cái này ra, ịnh một phát, ăn là xong. Nhưng mà tao nghĩ là mình cũng không nên lạm dụng đâu. Mình cũng phải học bằng chính thức của mình chứ. Thôi, tao nghĩ á là với bảo bối này á, mày sẽ lên hạng nhất lớp đó. Mà mày tưởng tượng đi, nếu như mày nhất lớp thì mày sẽ được cái gì?
Nếu như mà tao đứng hạng nhất lớp thì tao sẽ được thầy cô khen, tao sẽ được ba mẹ khen, và trở thành cặp đôi hoàn hảo với Hiếu hoàn hảo. Đúng rồi, tao quyết định tao sẽ đứng lên nhất lớp. Hello mọi người. Hiếu, khi nãy Hiếu làm bài được không? Cũng được. Chân làm bài được không? Tất nhiên là được rồi, làm đầy đủ không thiếu một câu nào luôn á. Wow, giỏi vậy ta. Chứ bình thường chân có vậy đâu. Sao? Không có gì. Tất nhiên rồi, phải giỏi như vậy mới xứng với lại Hiếu hoàn hảo chứ. Mà hồi nãy Hiếu nghe á, hình như chân muốn nhất lớp đúng không? À, chuyện đó thì Hiếu lúc nào cũng đứng nhất lớp rồi, Trân chỉ muốn đứng hạng nhì thôi. Trân nguyện là sẽ luôn luôn đứng sau người con trai của mình. Đối với Hiếu, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là mình học hỏi được gì cho tương lai kìa. Phải rồi, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là kiến thức mình học được gì, đúng không Huy Động, Mi Mẹo? Hả? Rất vui vì mọi người suy nghĩ giống Hiếu. Thôi, Hiếu đi về nha. Bye bye mấy bạn. Bye bye. Đối với Hiếu, thứ hạng không quan trọng, thử mày đổi sở giống tao coi, quan trọng không? Mấy đứa học giả nói chuyện thấy mày ghét. Nè, mày có bị mắc dây không hả? Người ta học giỏi thì người ta nói gì cũng đúng hết, còn mày thì nói gì cũng sai. Mà nè, tụi mày phải nhớ là giữ bí mật cho tao đó nha. Chuyện này không được để lộ ra ngoài đó. Nếu không, tao sẽ không có chỉ bài cho hai đứa mày nữa đâu. Ừ, biết rồi. Các em, cất hết sách vở, làm bài kiểm tra thiệt tốt nha. Yeah. Học bài chưa mày? Bà cô ác ghê á, lần này cho kiểm tra nửa quyển sách luôn. Yên tâm, nửa quyển sách nằm ở đây rồi. Ê, lát chỉ tao đi nha. Chỉ tao nữa đó. Ê, sao không làm bài đi, mày bị sao vậy? Tự nhiên đau bụng quá. Thôi, ráng làm bài đi rồi giải quyết sau. Không ráng được đâu, tao đau bụng sắp ra tới quần luôn rồi, tao phải đi đó. Cô ơi. Hả? Cho em đi vệ sinh được không? Đang làm bài kiểm tra mà em đi đâu? Em đau bụng lắm rồi. Em nhắm là làm bài kịp không? Đề dài lắm đó. Dạ kịp mà, bây giờ em cần phải đi gấp. Được rồi em đi đi. Ê, còn bài của tao, bài. Đúng là không gì thoải mái bằng ý ấy kịp thời. Thôi, làm bài đi. Rồi sao không làm đi? Tự nhiên sao tao không nhớ gì hết? Không nhớ là sao? Nãy mày ăn hết đống bánh tráng rồi mà. Thì tự nhiên học bao nhiêu bây giờ lại không nhớ. Ủa, mới nãy lúc mày ăn hết đống bánh tráng đó là mày đã nhớ tất cả mọi kiến thức rồi, tự nhiên mày đi vệ sinh có chút xíu mày lại quên, không lẽ hay là có khi nào tao đi vệ sinh rồi nó trôi đi theo luôn rồi không? Ê, giỡn không có vui nghe, tụi tao đâu học bài. Thì coi như là bài học của mình chứ sao, lần sau tự mà học bài kiểm tra lấy đi. Trời ơi.